ơi, còn biết trước này có cá gì không nữa? Cá gì anh Vinh? Cá chim. Cá chim hả? Đâu, đưa em coi coi. Wow, cá chim nữa là các bạn. Wow, cá đuối nè. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn có thấy mình không? Mình đen quá mà buổi tối sao các bạn thấy mình được? Bây giờ là 8 giờ tối rồi các bạn ơi. Mấy ngày hôm nay mình nghe ngư dân người ta bảo là tối á, buổi tối á, ngư dân đi vô cá nhiều lắm, còn cá ngon cá bự không à. Thế về bữa nay mình canh coi ngư dân đi vô có nhiều cá không, mình ra mình quay cho các bạn xem. Chắc là nhiều cá lắm các bạn ạ. Thì các bạn thấy video của mình hay thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha, like, share, chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Tới rồi các bạn ơi. Một ngư dân đã vô rồi. Tối quá, không biết có thấy gì không. Bữa nay ngư dân đi biển lúc buổi chiều á các bạn. Buổi chiều xong rồi tầm khoảng 8 giờ, ta hơn 8 giờ là mọi người bắt đầu đi vô đó. Lưới có gì không bác? Mấy con à. Hôm nay đi lưới cá gì vậy? Cá chét à? Đâu? Đây. Trời ơi, cá bự quá các bạn ơi. Tội quá. Bác so cho con cái, bác so cho con quay cái. Bác này bác đi được hai con cá chét. Bác lớn tuổi rồi nha các bạn. Bác lớn tuổi rồi mà. Mà bác năm nay 72 tuổi rồi hả? Trời ơi, bác lớn tuổi lắm rồi á, mà kiểu mà yêu nghề á các bạn. Nhà thì chắc cũng không thiếu gì đâu, con cái mình thấy cũng đầy đủ hết rồi, mà kiểu bác yêu nghề bác cứ đi hoài, thấy ngày nào bác đi hết á. Đây là cái cây đèn chớp này, cái đèn chớp để báo hiệu cái đầu lưới á. Buổi tối á các bạn, cho nên là quay nhiều khi nó không rõ đâu các bạn ơi. Cũng còn nhiều ngư dân đang ở ngoài đó, tí nữa mọi người vô tiếp á. Nhiều lắm. Còn đông quá. Cá bự lắm. Đi cả một vàng lưới bự mà được hai con cá nè các bạn này. Vậy là hôm nay bác không hên rồi. Mấy bữa bác đi nhiều lắm. Thấy vô á cả giỏ bự luôn á. Ở ngoài kia có một chiếc ghe nó đang vô nha các bạn. Biết ghe này nhiều cá không? Ghe này không biết là người ta đi lưới gì đó. Chắc là người ta đi lưới cá chim hay cá gì á. Vô gần tới đây nè. Cái ghe này bự ghê á. Anh hai này cao.
Vô gần tới rồi. Ủa anh chát hả? Nãy giờ tưởng ai? Cá dấu đâu hết rồi. Wow. Trời ơi, cá chim nè các bạn ơi. Cá chim này, cá chim trắng hả anh chát? Trời ơi các bạn ơi. Wow, cá quá to luôn. Nè. Biết ngay mà, bữa nay mình canh, bữa nay ngư dân đi đánh nhiều cá bự lắm. Nên mình canh mình đi. À, mình quay gần lại cho các bạn xem nè. Cá này đắt tiền lắm các bạn. Bên này nữa các bạn ơi. Bên này là một cái ghe nữa vô nè. Bây giờ là đến giờ người ta vô đó các bạn. Người ta vô một lần mấy chiếc luôn á. Cái thúng này là cái thúng tròn nè. Miếng ghe này được nhiều không? Đây. Nhìn quá to không? Anh chát được mấy con á, được 4-5 con á. Rồi. Đây cũng cá chim luôn các bạn ơi. Ghe nào cũng được cá chim hết á. Nay đi được nhiêu đây hả em? Còn dấu đâu nữa không? Không, hết rồi. Ồ, cái ghe này được nhiều hơn nè các bạn. Hai. Nhiều like nha các bạn. Mình biết là hôm nay ngư dân đi được nhiều cá ngon á, cá bự á, mình ra mình quay cho các bạn xem luôn. Quá đã. Cả ghẹ nữa nè. Chạy cưng đoàn mẹ. Ừ, cưng đoàn. Cái đoàn cũng tiện luôn. Chanh nè, chanh bên này dưới này luôn. Chết ông ơi, cậu. Căng không, điện mà chanh không? Ờ, điện luôn. Cá hôm nay mua mấy đồng biết. Đó, cá hôm nay rẻ đúng không? Ừ. Ủa, cái này mình ra đó mình lưới hay mình câu vậy? Lưới à? Điện chanh nhờ đám chim ra rừng để chim ở nhà nè. Mua không? Có chim đâu đem. Chim có mới chim mô đen.
Chỉ cá chim mà được cả ghẹ các bạn này. Cá chim bự không à. Bây giờ ngư dân xách cá lên trên đường á, chuẩn bị tí nữa mối ra cần nha các bạn. Sau khi lên bờ rồi các bạn, thì ngư dân mới bắt đầu là thao cái lưới lại để cho nó gọn gàng lại, rồi ngày mai chuẩn bị đi tiếp đó các bạn. Nãy giờ mình quay cũng nhiều rồi các bạn ơi, thì video của mình đến đây là kết thúc nha. Mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn, để hôm sau mình sẽ rình mình căn ngư dân đi vô rồi mình quay tiếp các bạn, quay cho các bạn xem rất là nhiều các cái loại tôm cá phong phú lắm các bạn ơi. Tôm hùm nè, cá chim nè, thì bây giờ cũng muộn lắm rồi các bạn. Thì bây giờ mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn xem video mà thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ Sơn nha các bạn. Kênh của mình là Sơn Hồ Tràm Vlog. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye bye.